Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Đau mỏi vai gáy sẽ không còn là một nỗi lo nếu bạn dành ra 5 phút để xem hết video này. Đau mỏi vai gáy là một trong những bệnh lý về xương khớp phổ biến nhất hiện nay. Những năm về trước, đau vai gáy được xếp vào danh sách bệnh khi về già. Thế nhưng bây giờ, căn bệnh này dần đã được trẻ hóa. Đối tượng dễ mắc phải lại là những người trẻ, do bắt nguồn từ những thói quen sinh hoạt không phù hợp, do tính chất công việc hoặc do mắc phải một số bệnh lý khác. Mức độ nặng nhẹ còn tùy thuộc vào từng đối tượng và từng biểu hiện bệnh đến xương khớp vùng vai gáy. Dù ở mức độ nặng hay nhẹ thế nào thì cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như công việc. Do đó, người bệnh cần phải nhanh chóng tìm đến các phương pháp để ngăn chặn bệnh kịp thời, phòng tránh các vấn đề khác liên quan đến bệnh về xương khớp. Và ở trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một cách chữa đau vai gáy bằng thuốc nam với các nguyên liệu có sẵn, dễ kiếm, có thể chúng có sẵn trong sân vườn nhà bạn đấy, giúp các bạn tiết kiệm khá nhiều chi phí. Các bạn hãy cùng tham khảo ngay sau đây nhé! Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị bao gồm: nguyên liệu thứ nhất là gừng tươi. Nguyên liệu thứ hai là giấm gạo. Và thứ ba là muối trắng. Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị thêm cho mình một hũ thủy tinh có nắp đậy kín nữa nhé. Với các nguyên liệu đã chuẩn bị thì chúng ta có cách thực hiện như sau. Đầu tiên là với gừng, bạn rửa thật sạch rồi gọt phần vỏ ngoài của gừng đi. Đây là củ gừng đã được làm sạch vỏ. Bây giờ mình sẽ thái gừng thành các lát mỏng nhé. Tiếp theo, mình thái gừng thành các sợi nhỏ. Vậy là mình đã sơ chế xong gừng rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cho gừng vào một hũ thủy tinh có nắp đậy kín mà mình đã chuẩn bị từ trước. Mình sẽ đổ giấm ngập hết phần gừng nhé. Sau đó, mình sẽ cho vào hũ này một chút muối trắng nữa. Bạn khuấy đều cho phần muối tan hết trong nước giấm. Với hũ hỗn hợp này, chúng ta chưa sử dụng được luôn, mà bạn cần phải ngâm khoảng 3 ngày là có thể mang ra sử dụng được. Bạn nhớ đậy kín nắp và bảo quản nơi thoáng mát nhé.
Sau khi đã ngâm được 3 ngày, bạn có thể lấy ra sử dụng được rồi. Mỗi lần sử dụng, bạn cho ra chén từ 1 đến 2 thìa để dùng nhé. Đều đặn mỗi ngày một lần, lấy rượu gừng xoa bóp vào vài gáy trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn bớt đau mỏi, ngăn ngừa cơn đau tái phát trong đêm. Lưu ý khi sử dụng thuốc nam chữa đau vai gáy. Chứng đau vai gáy có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý như thoái hóa đốt sống cổ, gai đốt sống cổ. Trước khi dùng thuốc nam, người bệnh nên đi khám để biết chính xác nguyên nhân nhằm có phương hướng điều trị đúng đắn. Dùng thuốc nam chỉ có tác dụng trong trường hợp bị đau vai gáy nhẹ. Do có tác dụng chậm, khi sử dụng, người bệnh nên kiên trì dùng trong một thời gian nhất định, ít nhất là từ 2 đến 3 tháng. Tùy theo cơ địa hấp thụ mà hiệu quả của thuốc nam đối với từng cá nhân sẽ khác nhau. Và để tránh hiện tượng tương tác thuốc, hãy thông báo cho bác sĩ nếu như bạn có ý định kết hợp điều trị song song giữa Tây y và thuốc nam. Trong quá trình điều trị đau vai gáy bằng thuốc nam, cần phải lưu ý kiêng uống bia rượu, cà phê, không hút thuốc lá. Ưu tiên ăn các thực phẩm dầu omega 3 giúp kháng viêm như cá béo, bông cải xanh, dầu ô liu, vừng, v.v. Đồng thời tăng cường bổ sung rau xanh, trái cây và các thực phẩm dầu vitamin C nhằm kích thích sản sinh collagen cho gân cơ chắc khỏe, có độ co giãn đàn hồi tốt hơn. Chúc các bạn thành công và luôn mạnh khỏe! Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe!